cái đây mình xào ăn nhỉ, ngon ngon quá. Đi đằng kia đi à, nhặt tiếp nào. Đi về thôi nhở? Dạ. Đây hai mẹ con mình về đi. Nắng quá nhỉ. Xem nào, con mày nấu cơm nhá. Để xem quần gạo để nấu không á. Ô, con một tí thế này không đủ đâu con ạ. Cho hai mẹ con mình về nhà lấy đi. Đi con. Không có gạo đâu, rồi về 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 ra ngoài đi. Này nha, gạo của em làm ra mà. Tao mày về làm đi, đây làm gì? Gạo tao làm ra, mày để nuôi. Tao để nuôi vợ con tao còn gia đình tao. Mày có chịu làm đâu, mày có chịu làm đâu mà. Đi ra ngoài, đi 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 ra ngoài đi đi. Anh ơi, đuổi 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 anh đi. Này nha, đây làm cái gì? Đây không phải nhà của mày nha, trong kia nha. Đuổi đi rồi còn về đây làm cái gì? Tao làm gì? Không nên về đây đâu. Đi 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 đi. Nào cũng về đây thế này. Mày có quyền gì hả? Con kia. Quay về đây làm gì? Tao về xin mày bắt gạo rồi, gạo tao làm ra. Đi, 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 đi chỗ khác, nhà tao hết gạo rồi. Con kia mày nhớ mắt tao đây nhá. Anh ơi đừng cho bỏ vào nhà anh ơi. Đi ra chỗ khác, đi. Đây ra. Nhà tao. Tao. Có quên tao bảo. Con kia. Mày cút ra khỏi nhà tao, anh ơi. Tao về lấy gạo, nhà là nhà của tao. Con kia nhá. Đây nhà của tao, tài sản của tao. Nhà nào? Nhà của tao, tài sản của tao. Mày nhớ đấy. Mày nhớ mà tao đấy nhá. Làm phiền mình đấy nhỉ. Ra mày cũng đi quyền thì con kiểu hả? Mày đây làm phiền em thôi. Đây là nhà của tao. Đi, em đi đó. Tài sản của tao, mày dẫn con kia mày, mày có làm cái gì mà quyền gì suốt này. Mày đi chỗ khác. Đây, nhà tao. Đi chỗ khác. Nhà của tao không phải là nhà của tao mà. Chồng mày đuổi đi rồi mày còn cái gì nữa? Phải nhớ mặt tao đấy nha. Nói con kia nữa. Xấu lắm, mặt mày xấu lắm, ra ngoài. Đi, mình đi về. Cút, cút nhà khỏi nhà tao. Ôi anh ơi, không kệ nó đi vào, về về nhà. Kệ, không đuổi nữa.
người về kìa. Chào chị đến nhà em ăn cái gì chị ạ? Hai chị hai vào uống nước để chị nói chuyện. Mời chị vào trước. Hôm nay có việc gì đến nhà em hả chị? Ngồi đây, cứ ngồi đây. Ngồi đây đi. Có chuyện gì em... nói chị. Em cứ ngồi đây ngồi. Hôm nay có việc gì đến nhà em hả chị? Chị thấy vợ em đi báo cáo, chị đang họp ở trên nhà văn hóa thôn đấy, vợ em đi báo cáo là bảo em dẫn một em này về, chị về đến nhà hỏi đến người ta xem. Nhưng mà nhà của em mà, nhà của em mà. Đây là nhà mày á, mình hai mày là bồ cái thằng này này, thằng chồng này. Chồng à. Đuổi đi cho còn đòi cái gì nữa? Tao mới là vợ hợp pháp này. Bây giờ mình lại lấy người mày có quyền gì mà lên tiếng vào đây mày im rồi. Mình đi là mình vi phạm pháp luật đấy em ạ. Nó bỏ nhà đi rồi chị ạ. Sao lại vào đây để tao bỏ nhà của hai mẹ con này mà em lại về đây ở thế này vi phạm pháp luật đấy. Đấy mình đã có vợ rồi thì bây giờ vợ nhưng mà bỏ đi rồi còn vợ cái gì? Dẫn vợ về như thế là vi phạm pháp luật em. Nhưng mà nó bỏ đi rồi chị ạ. Bỏ đi rồi bỏ thì em đuổi thôi. Thế vợ em đi báo cáo là em đuổi nó đi. Nó về xin gạo em cho bạn cháu. Bỏ đi rồi bỏ đi rồi thôn nên chị về chị quay lại đây lấy gì nữa. Thế mình đã có vợ con rồi. Em này em cũng đi về thôi, không được về ở như thế này nữa. Nhà em thì em muốn. Em muốn nữa. Đấy chị cũng về báo cáo của gia đình em thì có em tự giải quyết chị ạ. Biết rồi nhưng mà vợ em đấy dẫn hai đứa có đứa hai đứa. Còn đứa chị nữa, chị đừng có suốt ngày để làm phiền báo cáo của em nữa. Đây là nhà ta, tao có quyền. Mày có quyền gì mà mày nói? Mày im mồm mày bỏ đi rồi còn mày coi thì về nói như thế thôi. Bây giờ tốt nhất em cho em này về nhà đi, mình đã có gia đình vợ con rồi. Bây giờ mình lấy bồ về như thế này. Đấy, đây là vợ em này. Đây vợ em đi rồi. Bỏ đi rồi. Thì em đuổi đi. Mình phải lấy cái việc vợ con mình đuổi đi thế này khổ sở thế này mà không được đâu. Em biết rồi đấy, anh thì trực tiếp biết rồi. Em nhá. Có người trưởng thôn thì cũng về bảo chồng em thế thôi. Bây giờ làm như nào thì về đấy, chỉ có cuộc họp thì phải đi nhé. Gia đình pháp tự về nhé. Đi về nhé. Mày có quyền gì mà tao? Mất mày. Cút tao khỏi nhà tao đi. Đây là nhà của tao. Anh ơi. Dám báo cả trưởng thôn vào đây nhá. Cút này. Sao không dám? Đây nhà tao xử đi. Cút. Nhà tao. Từ nay không được vào nhà tao nữa. Con này về đi. Về. Cút. Còn một tí gạo ở liều ấy, mình nấu cháo ăn tạm con nhỉ. Thì mẹ nhóm bếp nấu cháo nhá, con ngồi chờ mẹ nhá. À, để cái bát trên ở trên đấy cho mẹ nào. Thấy không? Có. Có một tí gạo thôi con ạ. Mình nấu cháo ăn tạm nào mình đi kiếm làm thuê kiếm tiền được mình mua về nấu con nhỉ. Chín rồi đấy con ạ. Mất cả ba thì hai mẹ con mình ăn nhá.
Ngon không? Ngon là nhiều rồi nha. À, con nguội rồi đấy, con cầm. Cẩn thận nha, con cẩn thận nha. Mẹ cũng ăn đây. Ăn cháo xong con ở nhà chờ mẹ nhá. Hôm nay nắng lắm, con không được đi nhặt rác, không được đi chơi đâu nhá. Con ở nhà chờ mẹ nhá, mẹ đi ăn cháo xong mẹ đi làm kiếm tiền để con mua gạo nhá. Ăn đi con. Ăn xong chưa? Để con dọn đi. Con ở nhà nha, con đi phơi nắng đâu đấy. Để nhà chờ mẹ nhá, đi làm nhá. Ngoan đấy, đi làm đây. Bưởi đẹp quá ba nhờ. Đẹp mà. Cái bưởi này ăn ngon lắm. Vâng. Thế bà có bưởi này bà bán bao nhiêu tiền ạ? À? Ờ, vừa bán vừa cho khoảng tầm 200 ấy. Vâng. Cho bao nhiêu thì cho thì mà. Bán cả cây luôn đấy. Vâng. Thế 180 để cho con nhá. Vâng. Vâng, con gửi tiền bà. Tiền bà nhá. Đây, bà. Bà xin nhá. Ơn thế cháu sắc thật tự hái nhá. Vâng vâng. Má ơi, đây rồi. Con không, con chưa lấy hết đâu, mai con lại ra lấy nhá. Giảm giá cực sốc tổng sản hàng, chổi lau nhà, đồ chơi trẻ em, cốc chén,
bình hoa, bình rượu, vân vân và vân vân. Tất cả chỉ có giá 39 đồng mà thôi. Vâng, giá của chúng tôi. Quý khách hãy nhanh chân đến với chúng tôi để lựa chọn những sản phẩm ưng ý nhất, rẻ nhất, phù hợp với tất cả các khách hàng. Gì cái gì cũng có, giá chỉ có 39 đồng mà thôi. Nồi niêu, xong bình rượu, vân vân và vân vân. Tất cả chỉ có giá 39 đồng mà thôi. Vâng, chỉ có 39 đồng là quý khách có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm bất kỳ tại gian hàng của chúng tôi. Máy sấy tóc, máy rưới tóc, tau rủ, gì cái gì cũng có, chỉ với 39 đồng. Xin trân trọng kính mời. Lần này hãy đến với gian hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ mọi khách hàng. Giảm giá cực sốc tổng xả hàng, chổi lau nhà. Giảm giá cực sốc tổng xả hàng, chổi lau nhà, đồ chơi trẻ em, cốc chén, bình hoa. Xin trân trọng kính mời. Lấy 3 tiền một quả. Quả 10.000 nữa à? Sao rẻ đấy, quả đâu? Đi qua, ngó quả, chứa bỏ quả. Mà chúng ta xin kính chào quý khách. Mời quý khách tham quan và mua sắm tại gian hàng giảm giá của chúng tôi. Quý khách hãy nhanh chân đến với chúng tôi để lựa chọn những sản phẩm ưng ý nhất, rẻ nhất, phù hợp với tất cả các khách yêu, song chảo, bát đĩa và rất nhiều sản phẩm gia dụng khác chỉ với 39.000 đồng. Đúng vậy, chỉ với 39.000 đồng. Khách, mời quý khách tham quan và mua sắm tại gian hàng giảm giá của chúng tôi. Quý khách hãy nhanh chân đến với chúng tôi để lựa chọn những sản phẩm ưng ý nhất, rẻ nhất. Vâng, chỉ có 39.000 đồng là quý khách có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm bất kỳ tại gian hàng của chúng tôi. Máy sấy tóc, máy rửa tóc, ông chủ, gì cái gì cũng có, chỉ với 39.000 đồng. Xin trân trọng kính mời. Đi qua, ngó qua, chớ bỏ qua. 39K xin kính chào quý khách. Mời quý khách tham quan và mua sắm tại gian hàng giảm giá của chúng tôi. Là bạn có ngay cho mình một sản phẩm tâm lý. Đừng ngần ngại, hãy đến với gian hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ mọi khách hàng. Giảm giá cực sốc tổng xả hàng, chổi lau nhà, đồng mà thôi. Vâng, chỉ có 39.000 đồng là quý khách có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm bất kỳ tại gian hàng của chúng tôi. Máy sấy tóc, máy rưới tóc, ô dù, gì cái gì cũng có, chỉ với 39.000 đồng. Xin trân trọng kính mời. Nhất phù hợp với tất cả các khách hàng. Gì cái gì cũng có, giá chỉ có 39.000 đồng mà thôi. Nồi niêu, song chảo, bát đĩa, ô dù, gì cái gì cũng có, chỉ với 39.000 đồng. Xin trân trọng kính mời. Sản phẩm ưng ý nhất, rẻ nhất, phù hợp với tất cả các khách hàng. Gì cái gì cũng có, giá chỉ có 39.000 đồng mà thôi. Nồi niêu, song chảo, bát đĩa và rất nhiều sản phẩm gia dụng khác chỉ với 39.000 đồng. Đúng vậy, chổi lau nhà, đồ chơi trẻ em, cốc chén, bình hoa, bình rượu, vân vân và vân vân. Tất cả chỉ có giá 39.000 đồng mà thôi. Vâng, chỉ có 39.000 đồng là quý khách có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm bất kỳ tại gian hàng của chúng tôi. Bao nhiêu con này? Để biết đóng hộp đi. Em 20 cái, 30 cái. Anh ơi, em lấy 10 con này. Rồi. Đấy, nhập cho đấy xong đóng hộp cho. Nhập cho xong em có cái đóng hộp cũng rất hiểu. Mình buông không gây nhóm. Chị mới 3 cá, nó hút cam được, nó thế là gì á. 38, 24, cái này 24. Đặt cái vui xuống nó 836
vui xuống. Được chưa? Có mua cả cám cả nước không? Con gà đen này, con gà gì? Gà hơ mông chưa? Gà hơ mông gà đen, xương đen thịt đen chưa? Hay nóng hộp cho em ơi. Lẻ thế, lá này. Ủa, đó đâu? Đó. Ủa.